miền Bắc nó làm để làm sao mà mình không bị gai cá chốt đâm anh? Hồi đó thì nhỏ ham đi mò cá này kia chứ không ai chỉ, tự bẩm sinh tự bắt đi mò theo kinh theo hầm nữa, thấy có cá với người ham chứ ham cá rồi thấy gì ra sông anh em rủ đi mò chơi rồi thấy cá nhiều quá mới làm nghề luôn. Cái 9-10 thước, 7-8 thước. Tại cá này loại nó ở sâu không, nhiều khi càng sâu càng mới có cá nhiều. Cũng nguy hiểm lắm, tại hoàn cảnh thì không có nghề nghiệp thì bấp bênh đi làm nghề này. Chứ nhiều cái cũng ghe tàu rồi mấy cào điện rồi cũng nguy hiểm.